đầu phần tin trong nước và quốc tế tối nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Hội nghị toàn quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sáng 16 tháng 8, Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, trong thời gian vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, sâu rộng đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều thành tích mới đa dạng hiệu quả. Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đảng đoàn, lãnh đạo, mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình hành động cụ thể với nhiều chương trình, đề án, dự án thiết thực, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo báo cáo, nét mới trong việc triển khai xây dựng chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa, phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò nhiệm vụ của từng tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp các ý kiến, thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng nay thành phố ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 2.222 ca. Trong tuần qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho hơn 300.000 người. Trong tuần này, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực nguy cơ cao, khu vực trọng điểm. Dự kiến sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số tại các khu vực dịch có diễn biến phức tạp. Từ 8 giờ sáng hôm nay 16 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó trong vòng 7 ngày. Để đảm bảo việc chủ trương được thực hiện nghiêm, các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên trong buổi đầu thực hiện. Bộ Tài chính đã xây dựng xong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh chịu tác động của dịch COVID-19. Các chuyên gia đánh giá cao giải pháp miễn giảm thuế đưa ra trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên cần tạo thuận lợi để các chính sách sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ, giảm 50% các loại thuế phải nộp cho hộ kinh doanh, giảm thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch, miễn tiền chậm nộp thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn, giảm tiền thuế đất, trong đó thiết thực nhất chính là giảm thuế giá trị gia tăng. Cái thuế giảm đó thì họ không phải nộp nữa, và rõ ràng là như vậy tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định sức kinh doanh. Và nếu như bây giờ giảm được cái thuế giá trị tăng đi, có nghĩa rằng là họ sẽ không nộp thuế nữa, và tôi tin chắc rằng là doanh nghiệp sẽ rất là phấn khởi và tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể khắc phục khó khăn qua cái dịch bệnh COVID này. Phấn khởi vì được miễn giảm thuế, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn gói chính sách này được thiết kế đơn giản và làm sao để các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, nắm bắt cơ hội. Mặc dù là trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, dư địa của chính sách tài chính không có nhiều, nhưng mà chính phủ vẫn tiếp tục chủ trương đưa ra một cái gói giải pháp mới, mở rộng phạm vi nhiều hơn, kết hợp với các cái chính sách khác giúp cho các cái doanh nghiệp có thể giảm được cái chi phí cũng như là tăng cường cái khả năng thanh khoản để có thể cố gắng trụ vững và vượt qua được khó khăn. Gói miễn giảm thuế tại thời điểm này được ví như cơn mưa trong ngày nắng hạn. Bởi trải qua 3 đợt dịch bệnh, đến lần thứ 4 sức đề kháng của doanh nghiệp và người lao động hầu như đã cạn kiệt. Đây sẽ là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ tính thanh khoản cho các khoản chi phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi tính toán là tổng số giảm thu ngân sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng trên 20 ngàn tỷ trong từ nay cho đến cuối năm. Và đây cũng là một cái giải pháp để chia sẻ và giúp đỡ các cái doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn trước mắt để phục hồi sản xuất và kinh doanh một cách có hiệu quả trong tương lai. Trong bối cảnh áp lực cân đối thu chi rất lớn hiện nay, thì gói hỗ trợ đã thể hiện sự đồng hành của chính phủ đối với doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để vượt khó, trụ vững trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về phương án giá dịch vụ dừng đỗ xe ô tô để đón trả khách tại các cảng hàng không do Tổng Công ty Cảng Hàng không ACV quản lý khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cho biết ACV đề xuất mức giá áp dụng cho các xe ô tô ra vào đón trả khách trong thời gian 10 phút tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng là 10.000 đồng với xe dưới 9 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn, 15.000 đồng với xe từ 10 đến 29 chỗ, 25.000 đồng với xe từ 30 chỗ trở lên. Các xe ra vào quá 10 phút sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ sân đậu ô tô hiện hành. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, chiếu theo các quy định hiện nay, giá dịch vụ dừng đỗ xe ô tô để đón trả hành khách tại các cảng hàng không không thuộc danh mục do Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá khung giá. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến đối với phương án giá dịch vụ dừng đỗ xe ô tô để đón trả hành khách tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác. Phần tin quốc tế với những nội dung chính sau. Các nước nỗ lực kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 mới. Quốc tế kêu gọi Taliban kiềm chế. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tăng đột biến do biến thể Delta, nhiều nước trên thế giới đã đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan với mục tiêu tập trung vào đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thậm chí cho phép tăng liều tiêm đối với những người miễn dịch yếu. Bộ Lao động Serbia thông báo các cơ quan y tế nước này đã cho phép tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch yếu, đội ngũ nhân viên y tế và những người đã được tiêm vaccine ít nhất 6 tháng trước đây. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Serbia đang phải đối mặt với số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt do biến thể Delta. Đến nay, quốc gia này đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 50% trong tổng số dân khoảng 7 triệu người. Trong khi đó, các nguồn tin từ giới chức Canada cho hay chính phủ liên bang sẽ sớm yêu cầu tất cả những người làm việc trong lĩnh vực công hay các doanh nghiệp đều phải đi tiêm chủng do lo ngại sự lây lan của biến thể Delta. Trong ngày 15 tháng 8, Ontario, tỉnh đông dân nhất ở Canada, đã báo cáo 511 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 350 trường hợp là người chưa được tiêm chủng. Tại Nhật Bản, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu thuốc điều trị, các biện pháp dự phòng trước các bệnh truyền nhiễm mới, trong đó có các biến thể COVID-19, các trung tâm nghiên cứu tại nước này đã thành lập một ngân hàng dữ liệu về bệnh nhân mắc COVID-19. Ngân hàng này bước đầu sẽ thu thập các thông tin về mẫu máu, thông tin bộ gen của virus SARS-CoV-2, triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị của 10.000 người. Các thông tin thu thập được sẽ được cung cấp cho các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu có nhu cầu để phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển. Trước những diễn biến mới tại Afghanistan, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi Taliban kiềm chế tối đa và phải cho phép những người dân Afghanistan cũng như công dân nước ngoài mong muốn rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này được phép rời đi. Tuyên bố chung của hơn 65 quốc gia do Mỹ đứng đầu đã hối thúc Taliban để người dân Afghanistan và công dân nước ngoài muốn rời khỏi nước này được phép rời đi. Tuyên bố nhấn mạnh những người nắm quyền trên khắp Afghanistan phải chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của người dân và sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi lạm dụng nào. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết không quân nước này sẽ kiểm soát không phận thủ đô Kabul của Afghanistan, hỗ trợ các lực lượng an ninh hiện có tại đây. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận đã hạ cờ tại đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul và hầu hết đội ngũ nhân viên đã di chuyển đến sân bay. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu Taliban thực hiện kiềm chế tối đa, đồng thời yêu cầu phải bảo vệ các quyền lợi khó khăn lắm mới giành được của phụ nữ và trẻ em gái. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định an ninh của đội ngũ nhân viên và các công dân Liên minh châu EU là ưu tiên trước mắt của Bruxelles. Hiện nhiều quốc gia khác vẫn gấp rút sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan
Pháp thông báo sẽ điều 2 máy bay vận tải quân sự thực hiện công tác sơ tán công dân nước này, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sơ tán đội ngũ nhân viên ngoại giao của các nước thông qua các sân bay của quốc gia vùng vịnh này. Cho đến nay, một số hãng hàng không của Anh đã thông báo điều chỉnh đường bay để tránh không phận Afghanistan. Tiếp tục thông tin mới nhất về tình hình tại Afghanistan, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống nước này Ashraf Ghani đã xác nhận trên trang Facebook cá nhân rằng việc ông rời đất nước là nhằm ngăn tình trạng đẫm máu xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul với tuyên bố cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc. Trên trang Facebook, Tổng thống Ashraf Ghani cho biết việc ông rời đất nước ở thời điểm hiện nay là nhằm ngăn xảy ra thương vong và bảo vệ sự an toàn cho thủ đô Kabul. Ông thừa nhận Taliban đã giành chiến thắng và giờ lực lượng này có trách nhiệm bảo vệ tài sản và người dân Afghanistan. Tuy nhiên, thông báo của Tổng thống Ghani không đề cập đến địa điểm ông tới sau khi rời đất nước. Trước đó, truyền thông Afghanistan cho biết Tổng thống Ghani đã tới Tajikistan. Về phía Taliban, tiếp sau tuyên bố cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và kiểu chính quyền và hình thức chế độ sẽ sớm được làm rõ. Rạng sáng nay, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban khẳng định phong trào này không mong muốn tồn tại trong tình trạng bị cô lập và hy vọng thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Taliban khẳng định không cơ quan ngoại giao hay bất kỳ trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu, đồng thời sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao, sẵn sàng giải quyết những quan ngại của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại. Liên quan đến trận động đất cực mạnh cường độ 7,2 ở Haiti vừa xảy ra cuối tuần qua, nước này đã ghi nhận số người thiệt mạng tăng lên gần 1.300 người, trong khi khoảng 5.000 người khác bị thương, cơ sở vật chất thiệt hại đáng kể. Hôm qua, một số nước Mỹ Latin đã nhanh chóng gửi viện trợ đến quốc gia vùng Caribe, bao gồm lương thực, thuốc men và vật tư y tế. Số liệu thương vong được cập nhật trong bối cảnh các nhóm cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm người sống sót trong cảnh đổ nát hoang tàn. Người dân ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề đã phải đổ ra đường trong đêm để tìm nơi trú ngụ cũng như cầu cứu sự giúp đỡ từ xung quanh để giải cứu người thân bị mắc kẹt. Thảm họa động đất đã giáng thêm một đòn mạnh vào đất nước Haiti, vốn đang phải gồng mình vượt qua đại dịch COVID-19, cũng như vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse mới đây. Nhiều nước trong khu vực và thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sẵn sàng trợ giúp Haiti vượt qua thách thức khổng lồ này. Trong ngày 15 tháng 8, Colombia đã điều động máy bay không quân gửi 14 tấn vật tư y tế, thực phẩm và lực lượng cứu hộ tới Haiti. Các quốc gia lân cận bao gồm Cộng hòa Dominicana và Mexico cũng gấp rút gửi thuốc men và thực phẩm qua đường không và biên giới đường bộ của Haiti để hỗ trợ nước này vượt qua thảm kịch. Còn tại hiện trường, hàng trăm bác sĩ Cuba trong các phái đoàn y tế hỗ trợ phòng chống dịch tả và COVID-19 đã tỏa xuống các điểm nóng để thực hiện công tác cấp cứu tại chỗ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng theo dõi những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.